Alo alo, xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Game Lab. Có vẻ như vấn đề đang xảy ra trên xiên Giao Lô Phu còn nguy hiểm và phức tạp hơn chỉ là một viên steron phát nổ. Bạn đành phải làm cu li chạy ngược chạy xuôi theo như lời nhờ cậy tin tưởng từ vị tướng quân ngủ gật Trinh Doan. Cùng lên đường thôi nào, núi công việc đang chờ bạn trước mắt đây. Let's go! À nhưng mà trước đó thì... Bạn muốn thử vận may nhưng mà lười chơi đoạn mở đầu dài ngoằng để thích đá sáng thế và ngọc ánh sáng. Tempest cùng gian tài khoản Reroll hùng hậu đã sẵn sàng phục vụ cho bạn. Giao diện website gọn gàng đẹp mắt, dịch vụ đa dạng, từ tài khoản game cho đến order mô hình và đo. Tempest Shop chính là điểm đến lý tưởng cho các game thủ Genshin và Honkai Star Rail tại Việt Nam. Link mua hàng sẽ được để ở phần mô tả và bình luận. Theo tin nhắn của Đang Hằng, anh đang đợi mọi người tại bến cảng Lưu Vân, cách trường Lạc Thiên khá xa, vậy nên bạn quyết định sẽ đến công đường sở địa hành trước, theo lời của vị tiên sinh khi nãy nhờ cậy. Sở địa hành là tổ chức chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề dân sự của Lô Phu, bao gồm điều tra tội phạm, xử lý các trường hợp khẩn cấp và đáp ứng nhu cầu của công dân trên thuyền Tiên La Phù. Tại đây, người đứng đầu sở địa hành, Da Hao, cho biết, kể từ thảm họa Seoron, vấn nạn sát nhập ma đang ngày càng nghiêm trọng. Tần suất xuất hiện người bị biến đổi diễn ra thường xuyên và có chiều hướng hung hãn hơn, bộ dạng trở nên đáng sợ hơn. Vậy nên Da Hao muốn hỏi nhà khai phá liệu có thông tin gì về xác nhập ma hay không? Lúc này bạn chợt nhớ đến một bức thư nhặt được ở cảng Lưu Vân, vội đưa nó cho Da Hao. Người đàn ông nhanh chóng đọc nội dung trong đó. Ông không khỏi hoang mang khi biết rằng bệnh dịch xác nhập ma lần này có liên quan đến hội giáo bí truyền Dược Vương, những kẻ thờ Aeon chủ phú Yaoshi, kẻ thù của Liên minh Thuyền Tiên. Để biết thêm thông tin về bí truyền Dược Vương, các bạn hãy xem video Xin Gia Lô Phu từ Walking Dead trên kênh YouTube Game Lab nhé. Da Hao cho biết vụ án lần này vượt quá thẩm quyền của sở địa hành và hướng dẫn chúng ta nói chuyện với King Ju, thư ký của tướng quân Jing Yuan để xử lý vụ việc. Trước đó, King Ju đã cử một lính vân kỵ thâm nhập vào hàng ngũ bí truyền Dược Vương. Tuy nhiên, gần đây cô lại mất liên lạc với tay trong của mình. Vậy nên King Ju muốn nhờ bạn, Match 7 và chú Walt hãy lần theo dấu vết để tìm lại người lính xấu số kia. Vậy là bạn vừa là nhà khai phá, vừa làm cu li cho Xiên Giao. Lần theo manh mối của King Ju, bạn đến một con phố ẩm thực của trường Lạc Thiên. Thám thính một lúc, bạn được một gã trông khá là mờ ám dụ dỗ mua loại thuốc có thể khiến cho con người trường sinh bất lão. Hắn tự giới thiệu tên là Lục Phù Dung, chuyên giúp đỡ con người bước vào con đường trường sinh. Bạn giả vờ đồng ý và được Lục Phù Dung dẫn đường đến gặp mặt những môn đồ khác của bí truyền Dược Vương. Nhưng trước khi được chính thức công nhận là thành viên của giáo phái, bạn phải chép đủ 500 lần quyển kinh cơ bản của bí truyền Dược Vương. Bạn cùng người lính vân kỵ cùng phải ngồi vào chép cùng nhau, trong lúc các môn đồ khác canh gác trước cửa. Hóa ra anh lính kia thuộc bộ phận tuần tra của trường Lạc Thiên, đi theo Lục Phù Dung để thám thính hành tung. Tuy nhiên thì anh ta trông quá là xú trong bộ áo giáp nên đã bị môn đồ nghi ngờ, không thể truyền tin về cho phủ thần sách. Bạn cùng với người lính vân kỵ song kiếm hợp bích tìm cách mở đường cho anh ta quay trở về phủ báo tin. Tuy nhiên, Lục Phù Dung lại yêu cầu cả hai phải quyết chiến sinh tử, kẻ sống sót sẽ được công nhận là môn đồ của bí truyền Dược Vương. Vậy là hai người không có cách nào khác, bạn đành phải nhẹ tay, còn anh ta giả vờ lăn quay ra hẹo để được bế xác ra ngoài. Trận chiến kết thúc, Lục Phù Dung đúng là đã nghi ngờ anh lính từ lâu. Lấy được sự tin tưởng của môn đồ Dược Vương Từ Bi, bạn xung phong nhận trách nhiệm xử lý cái xác của Vân Kỵ, thành công đưa anh ta ra ngoài. Anh lính nhanh chóng quay trở về phủ thần sách báo tin. Lúc này, King Ju cũng nhắn tin cho bạn, nhờ tìm giúp người lính Vân Kỵ mất tích tháng trước tên là Jisin. Sau khi hoàn thành yêu cầu chặn lá thư của một tay trong khác đang tìm cách gửi về phủ thần sách, bạn được Lục Phù Dung tín nhiệm gọi đến gặp mặt Tử Nguyệt Quý, người đứng đầu bí truyền Dược Vương khu vực Trường Lạc Thiên. Người này giao cho bạn một phương thuốc có tên là rồng cuộn trở mình, có khả năng giúp người uống trường sinh bất lão. Nói chuyện một lúc, Tử Nguyệt Quý để lộ ra thân phận bản thân chính là lính vân kỵ Jisin đã mất tích. Hóa ra, anh ta đã bị bí truyền Dược Vương lôi kéo, trở thành môn đồ trung thành của chúng. Jisin phát hiện ra bạn cũng là tay trong của phủ thần sách, liền lao đến tấn công. Kẻ này trước kia được mệnh danh là thần thương Jisin, thân thủ phi phàm. Trận chiến với hắn ta không dễ dàng gì. Tuy nhiên, hào quang nhân vật chính của bạn vẫn chói lòa, vậy nên Jisin bị đánh bại nhanh chóng. Xong việc, bạn quay trở lại báo cáo tình hình với King Ju. Cô cho biết bí truyền Dược Vương là một tổ chức cực kỳ cẩn trọng, không phải ai cũng đủ khả năng thâm nhập vào hàng ngũ của chúng như bạn. Cô sau đó nhờ bạn đi tìm một thầy thuốc giỏi để có thể hỏi về nguồn gốc cũng như công thức cục rồng cuộn trở mình. Sau khi hỏi han các đan sĩ xung quanh trường Lạc Thiên, bạn được chỉ dẫn đến gặp đan sĩ trưởng Đan Shu của sở Đan Đỉnh. Đan Shu mặc dù bị mù bẩm sinh nhưng là một đan sĩ cực kỳ tài giỏi. Sau khi xem qua đơn thuốc, cô cho biết rồng cuộn trở mình sử dụng sức mạnh của Long Tổ để thăng thiên.
Dan Shu hẹn chúng ta quay lại sau khi cô đã có kết quả nghiên cứu về phương thuốc kỳ lạ này. Trong lúc đó, Dan Hằng vẫn đang cùng với Shu Chang và Lâu Cha tìm cách rời khỏi cảng. Sau khi vượt qua vô số xác nhập ma, cuối cùng nhóm ba người họ cũng tìm được một thuyền sao vẫn còn hoạt động. Điểm đến là biển thuyền sao, trung tâm buôn bán của Xin Jia Lofu. Đợi Dan Shu một lúc, bạn nhận được tin nhắn từ số lạ, thông báo là người của Sở Thiên Tượng đến đón bạn cùng Match 7 và chú Waltz đến nơi thẩm vấn Kafka. Người đó chính là Kinger, một trong những nhà chiêm tinh dưới trướng Phu Xuân. Sau khi trải qua 7749 kiếp nạn, cuối cùng nhóm của bạn cũng vào được bên trong Sở Thiên Tượng, nơi đặt bàn tính ngọc cỡ lớn được gọi là Ma Trận Tiên Tri. Bàn tính ngọc hiểu đơn giản là một siêu máy tính cấu tạo từ hàng triệu bùa chú, được chế tạo ra và ban phước nhờ Ion tri thức Noah. Nhờ vậy, chỉ cần đủ thông tin và dữ kiện, Ma Trận Tiên Tri có thể chạy thuật toán, tiên đoán tương lai, dự liệu thời cuộc. Kinger dẫn bạn Match 7 và chú Waltz đến gặp nhà chiêm tinh Phu Xuân, người hiện đang phàn nàn với tướng quân Jing Yuan về vấn đề Sở Thiên Tượng đang thiếu người trầm trọng, trong khi công việc thì chất cao như núi. May mắn sao, một đoàn cu li vừa tới. Và thế là bạn được giao nhiệm vụ đi kích hoạt trận cơ, hay dễ hiểu hơn là bật các phần mềm tính toán dữ liệu lên cho Phu Xuân. Các trận cơ có liên quan đến không thời gian và các quan hệ nhân quả. Sau khi các cơ quan được khởi động, đây là lúc Phu Xuân thể hiện khả năng chiêm tinh của mình. Mà Phu Xuân nhìn thấy không khỏi khiến cô hoang mang. Nhà chiêm tinh ngay lập tức nhanh chóng đi tìm tướng quân Jing Yuan để báo cáo, để lại đội tàu Astro với 101 câu hỏi vì sao. Lúc này bạn được phép tra khảo Kafka. Cô ta cho biết viễn cảnh mà Phu Xuân đã nhìn thấy, rằng thợ săn Seron không phải kẻ thù của Liên Minh, có kẻ khác đem khối u vạn giới vào bên trong thuyền tiên La Phù, gây ra vô số tai họa. Ngoài ra, việc Blade và Kafka có mặt trên Xin Jiao là để dụ dỗ nhà khai phá đến nơi đây. Bạn sẽ hỗ trợ chính quyền La Phù giải quyết vấn nạn Steron, buộc họ nợ bạn một ân tình lớn không thể phá bỏ. Theo lời tiên tri của Elio, kẻ đứng đầu hội thợ săn Steron, tương lai phía trước sẽ xảy ra cuộc chiến cấp độ thần thánh giữa bạn và Ion Nanook của vận mệnh hủy diệt. Vào thời khắc đen tối đó, bạn cần có sự trợ giúp từ các đồng minh hùng mạnh khác, trong đó có liên minh thuyền tiên của vận mệnh săn bắn. Theo lời Kafka, cho dù mạnh đến cỡ nào, Ion cũng có thể bị tiêu diệt. Cùng lúc này, Dan Hằng cùng Shu Chang và Lâu Cha đang lạc đâu đó tại sở công nghiệp. Toàn bộ nơi đây đã được sơ tán, chỉ còn lại robot hỏng hóc và xác nhập ma. Đi được một đoạn, cả ba nhìn thấy một cô gái bị yêu quái bao vây, bèn lao tới ứng cứu. Cô gái này tên là Sue Yi, một robot giữ chức vụ phán quan của Sở Thập Vương, chuyên giải quyết các vụ việc liên quan đến xác nhập ma. Cô hiện đang nhận lệnh lần theo dấu vết của một thợ săn Steron, kiếm pháp phi phàm cực kỳ nguy hiểm. Nghe qua chúng ta có thể đoán được đó là Blade. Nhờ một năng lực kỳ lạ, nghi ngờ là có liên quan đến chủ phú của Lâu Cha, Sue Yi đã có thể hồi phục lại những vết thương chí mạng trên cơ thể. Đi theo Sue Yi tiến vào trung tâm của sở công nghiệp, Dan Hằng được chứng kiến cảnh tượng cây kiến tạo quấn lấy lò luyện, sức sống mãnh liệt của cây khiến ngọn lửa bên trong cháy lên màu vàng kỳ dị. Quay trở lại sở thiên tượng, theo lời Kafka, có 3 cách để kết liễu một Aeon. Thứ nhất là đồng hóa, vận mệnh lớn nuốt chửng vận mệnh nhỏ, như Aeon Ena của trật tự bị sát nhập vào CP của hòa hợp. Thứ hai là chiến tranh cấp độ Ion, bên nào mạnh hơn bên đó sẽ tiêu diệt kẻ còn lại, như việc Lan săn bắn đang di chuyển khắp các ngân hà để tìm Yao Shi chủ phú. Nhờ có Lan bắn mũi tên hủy diệt cây kiến tạo, giúp người Xin Jiao không còn chịu cảnh làm nô lệ cho sự trường sinh nữa. Kể từ đó, để xóa sổ lời nguyền xác nhập ma, Liên minh thuyền tiên đã chu du khắp vũ trụ để tiêu diệt tạo vật chủ phú. Chưa kịp hỏi đến cách thứ ba, một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra trên thuyền tiên La Phù. Nhờ năng lượng hấp thụ từ viên Steron, cây kiến tạo một lần nữa mọc lên sừng sững, xuyên thủng trời xanh. Còn Kafka nhân cơ hội cũng trốn thoát cùng với Blade. Nghe theo lời khuyên của Tinh Yun, bạn nhanh chóng đi tìm Phu Xuân để báo tin. Nhà chiêm tinh hiện vẫn đang bàn bạc cùng tướng quân Jing Yuan. Nghe được kết quả sau khi thẩm vấn Kafka, tướng quân đã dần nhìn ra được bức tranh toàn diện. Có vẻ như thảm họa lần này liên quan mật thiết đến giáo phái bí truyền Diệt Vương. Chúng nhờ có sự bảo hộ của Aeon Yao Shi đã thành công đưa viên Steron lên Xin Jiao Lofu, sau đó đánh thức cây kiến tạo, khiến nó sống dậy một lần nữa. Mặc dù đã biết trước được chuyện này, nhưng vị tướng quân đầy mưu mô của chúng ta vẫn nhắm mắt làm ngơ, đợi cơ hội tung một mẻ lưới tóm gọn cả thợ săn Steron và bí truyền Dược Vương. Chỉ là cách thức có hơi đánh cược, lỡ đâu cả Xin Jiao một lần nữa rơi vào tay chủ phú thì sao?
Dù vậy thì tướng quân vẫn rất là chill và tin tưởng vào khả năng xử lý của cấp dưới. Trinh Nhuân giao cho Phu Xuân toàn quyền điều động đội quân Vân Kỵ, phối hợp với nhóm nhà khai phá để khắc chế viên Steron. Nghe giống sách lược của ông thần nào đấy trốn việc đi chơi, quẹt thẻ người khác để mua đồ, trong khi mình là vị thần tạo ra đồng tiền ấy nhỉ? Mình chẳng nhớ ra nổi. Phu Xuân sau đó nhận lệnh đến sở Đan Đình, nơi chế thuốc của Lô Phu, rất gần điểm phong ấn cây kiến tạo. Còn bạn sẽ đi qua sở công nghiệp điều tra tình hình. Động tiên của sở công nghiệp đã đóng cửa và cho sơ tán khẩn cấp ngay khi Steron xâm nhập. Tuy nhiên, công nhân và các nhà nghiên cứu của sở vẫn chưa chịu lên thuyền rời đi. Sau khi hỏi thăm một nhà nghiên cứu trẻ tên là Wei, bạn được biết anh vẫn nán lại đây do sư phụ của mình, Go Shung, thợ thủ công lớn tuổi và lành nghề nhất của phường luyện kim vẫn còn kẹt lại bên trong. Wei giao cho bạn Ngọc Phủ sở công nghiệp, chìa khóa cho phép ra vào sở để có thể mở cánh cổng của sở hiện đang đóng chặt. Bên trong, lò luyện kim đã bị cây kiến tạo cuốn chặt, ngọn lửa vàng ma mị bốc lên nghi ngút. Đi được vài bước, bạn bị chặn đường bởi một người đàn ông ăn nói hơi dị hợm. Ông ta nghi ngờ bạn chính là người gây ra thảm họa nên đã bày binh bố trận nhằm đánh đuổi bạn ra ngoài. Sau khi giải thích, bạn được biết ông ta chính là sư phụ Go Sung. Ông đang cố gắng tìm cách lấy lại bảo vật bên trong lò nung nhưng bất thành. Cây kiến tạo thậm chí còn khiến cho máy móc vô tri xung quanh sở công nghiệp bỗng dưng có ý thức tấn công bất cứ ai lại gần. Nhờ sự chỉ dẫn của sư phụ Go Sung, bạn đến được nơi rễ cây phát triển mạnh mẽ. Nó đang quấn lấy bảo vật của sở công nghiệp, được biết với cái tên là lò nung tạo hóa. Bạn của mọi người nhanh chóng cố gắng ngăn chặn sự phát triển của rễ cây, nhưng đã quá muộn. Thứ sinh ra từ cây kiến tạo là một con hươu với thân hình to lớn, một sản phẩm máy móc của sở công nghiệp, nay được ban sinh mệnh nhờ cây kiến tạo. Dù có gây ra bao nhiêu sát thương, con hươu với sức sống mãnh liệt liên tục hấp thụ rễ cây để hồi phục. Không có cách nào khác, bạn cùng mọi người đành phải tạm thời rút lui. Có vẻ con hươu hồi phục được là nhờ rễ cây, vậy nên mọi người đã quyết định tìm kiếm và tiêu diệt tất cả những chồi non mọc lên tại sở công nghiệp nhờ vào thiết bị phóng laser của sư phụ Go Sung. Nhờ vậy, sức sống của rễ cây dần khô héo, ngọn lửa trong lò nung cũng đã tắt. Mọi người nhanh chóng quay trở lại một lần nữa khiêu chiến Huyền Lộc Trù Phú. Yêu quái bị tiêu diệt, rễ cây cũng không còn sức sống. Nhiệm vụ tiếp theo của nhà khai phá chính là đến sở Đan Đỉnh, tiếp giáp với nơi cây kiến tạo bị phong ấn. Lúc này, Tinh Jun lại bí mật nhắn tin cho bạn, thể hiện sự hứng thú với thứ quả mà Huyền Lộc tạo ra. Thậm chí còn có ý muốn ăn loại quả đó để có thể trường sinh bất tử như người Xiên Giao cổ đại đã từng làm. Thấy bạn có vẻ phản đối quyết định này, Tinh Jun chỉ đành tiếc nuối vì rễ cây đã chết, cơ hội ăn thử quả trường sinh cũng không còn. Ngay sau đó, bạn lại nhận được một tin nhắn khác từ Đan Hằng. Anh hiện đang bị kẹt ở Vân Kỵ quân tại sở công nghiệp, đồng thời cảnh báo bạn về sự nguy hiểm của Blade. Đan Hằng cũng hẹn gặp chúng ta sau. Bạn vừa cất điện thoại đi để lên đường tới sở Đan Đỉnh thì nó lại reo lên. Lần này là tin nhắn từ Đan sĩ Đan Shu. Cô nói rằng đã hiểu rõ hơn về thứ thuốc chúng ta nhờ cô xem qua lúc trước. Đan Shu hẹn chúng ta gặp nhau ở Nhã Mộc Đình để nói rõ hơn. Theo như Đan Shu, phương thuốc rồng cuộn trở mình không có cách giải. Nhận được phân tích của Đan Shu, bạn nhanh chóng đi đến phủ thần sách để giao nó lại cho thư ký Kinh Du. Xong việc, bạn lại nhận được tin nhắn của Đan Shu hẹn gặp ở địa điểm cũ. Đan Shu nhờ bạn đem một số thuốc cho một cô bé tại vườn Du Hạ. Cô bé mù đáng thương bị một đám trẻ trâu bắt nạt. Bạn nhanh chóng đánh đuổi lũ nhóc và đưa thuốc cho cô bé. Quay trở lại báo cáo tình hình cho Đan Shu, cô một lần nữa nhờ chúng ta hãy đưa cô đến gặp đứa trẻ đó. Theo lời Đan Shu, một khi buồn, cô bé đó sẽ đến sở công nghiệp, nơi làm việc cũ của cha mẹ để nghe tiếng máy móc vận hành. Tuy nhiên tình hình trong sở đang rất nguy hiểm, bạn nhanh chóng chạy đến sở công nghiệp tìm kiếm cô bé mù. Tại đó, bạn và Đan Shu phát hiện cô bé đang bị một đám máy móc bao vây, đành phải ra tay cứu giúp. Cô bé mù tên là Xian Yu, khóc nức nở vì sợ hãi. Bạn cùng Đan Shu dẫn cô bé mau chóng quay trở về nhà. Tại Nhã Mộc Đình, Đan Shu tâm sự rằng những người khiếm khuyết như cô và Xian Yu sẽ có một cuộc sống vô cùng khó khăn nếu không cố gắng dựa vào bản thân để tiến về phía trước. Sớm muộn cũng sẽ rơi vào bế tắc và biến thành xác nhập ma. Cũng không có cách nào có thể thay thế được giác mạc để trở thành người bình thường. Bởi nguyên lý trường sinh của người Xiên Dâu đó là các tế bào không bị lão hóa, mà nó sẽ đảo ngược với bản chất ban đầu. Tức là các tế bào không thể bị thay đổi khỏi gốc gác của nó. Ngoại hình xấu đẹp, vóc dáng cao thấp, khiếm khuyết trên cơ thể, tất cả đã được cố định vĩnh viễn, không thể thay đổi. Bản thân Đan Shu đã thử lắp mắt giả, nhưng cuối cùng tế bào của cô từ chối tiếp nhận tế bào mới, khiến cho Đan Shu đau đớn kinh khủng, cuối cùng vẫn phải chấp nhận cảnh mù loà.
Thế nhưng xác nhập ma, những kẻ bị cho là tà vật lại không chịu sự giày vò này. Theo nghiên cứu của một y sĩ Sở Đan Đỉnh, người đang bị què, trái tim bệnh bẩm sinh, sau khi biến thành nhập ma, tay chân khỏe mạnh, trái tim tràn đầy sức sống. Nói đến đây, biểu cảm của Dan Shu có chút đáng sợ. Nhìn thấy ánh mắt quan ngại của bạn, Dan Shu vội chuyển chủ đề. Cô nói rằng sẽ chuẩn bị một món quà cho bạn nên hãy đợi tin từ cô. Sau một khoảng thời gian, bạn cuối cùng cũng nhận được tin nhắn từ Dan Shu, vẫn hẹn gặp tại địa điểm cũ. Cô đưa cho nhà khai phá một viên thuốc có tên là San Vân Thừa Lộ Đan, có công dụng tăng cường thể lực, kéo dài tuổi thọ. Xong xuôi, Dan Shu nhanh chóng rời đi. Cầm viên thuốc trên tay, bạn quyết định nuốt thử xem sao. Thuốc vừa trôi xuống bụng, bạn bắt đầu cảm thấy đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, ù tai. Một lúc sau, tình trạng này biến mất, bạn cảm thấy bình thường trở lại. Sau khi đã thấy ổn hơn, bạn nhanh chóng đến phủ thần sách để bàn bạc với Kinh Du. Nhưng ngay khi vừa bước vào bên trong phủ, triệu chứng lại tiếp tục diễn ra. Dần dần bạn nhìn thấy đâu đâu cũng là xác nhập ma. Quá sợ hãi, bạn liền lao tới sống chết với bọn chúng. Lúc này, Kinh Du cố gắng trấn an, kéo bạn ra khỏi cơn mê. Cô cho biết bạn vừa bước vào phủ thần sách liền tấn công tất cả mọi người, tình trạng rất giống với xác nhập ma. Sau khi lấy lại bình tĩnh, bạn báo cáo mọi chuyện cho Kinh Du. Có vẻ như Dan Shu có liên quan mật thiết đến bí truyền giới vương. Kinh Du nhanh chóng phát lệnh truy nã vị đan sĩ trưởng và nhờ bạn lần theo dấu vết để bắt cô ta về. Manh mối nhanh chóng dẫn bạn đến sở công nghiệp, nơi Dan Shu đang tính trốn thoát cùng với những môn đồ khác. Thân phận thực sự của Dan Shu là lãnh đạo của bí truyền dược vương. Thứ thuốc cô ta đưa cho bạn sẽ giúp bất cứ kẻ nào uống phải đều sẽ biến đổi thành xác nhập ma. Viên đan của cô ta có thể giúp cho người biến nhập ma giữ được ý thức. Tuy vậy, một thời gian sau, vẫn có thể trở nên điên loạn. May mắn nhờ có viên steroid trong người, bạn đã có thể kháng lại được dược tính của thuốc. Dan Shu khẩn cầu bạn hãy tránh xa những xung đột của thuyền tiên La Phù, tránh xa săn bắn và trù phú. Nhưng là một người nghĩa hiệp, bạn tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Kết quả, giao tranh là không thể tránh khỏi. Sau khi tiêu diệt được hai thuộc hạ của Dan Shu, bạn nhận ra cô ta đã biến mất không dấu vết. Không còn cách nào khác, bạn đành quay về báo cáo cho Kinh Du. Kinh Du nắm bắt được tình hình, sẽ đảm bảo vây bắt Dan Shu. Hiện tại, nhiệm vụ tiếp theo của bạn đó là tới sở Đan Đỉnh để tiếp ứng cho Phu Xuân, tiêu diệt phiên Steron đang nằm trong lò luyện đan. Và video của Game Lab xin được kết thúc tại đây. Hành trình của nhà khai phá tại thuyền Tiên La Phù vẫn còn rất rất dài. Các bạn nhớ đón xem video tiếp theo của Game Lab nhé! Ngoài ra, nếu có nhu cầu tìm kiếm một địa điểm mua Ark Honkai Star Rail và Ark Genshin an toàn và uy tín, thì bạn có thể tham khảo trang chủ tempest.vn của Tempest Shop với đầy đủ mọi thể loại tài khoản ở mọi tầm giá cho anh em tha hồ lựa chọn. Và đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và subscribe cho kênh YouTube để chúng mình có động lực ra thêm nhiều video chất lượng hơn nha. Còn bây giờ, mình là Mi Bé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!